Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 22 tới tháng 6. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ năm ngày 23 tháng 6 rồi. Và hôm nay đó các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cho nên chúng ta bây giờ hãy nói tới hôm nay đã có những cái thông tin gì nổi bật. Thì trước hết chúng ta đã thấy được là hôm nay chứng khoán đó là một ngày cũng không phải là tốt lắm các bạn đã thấy được là những chỉ số đó kết thúc là màu đỏ tuy là không có đỏ lắm chúng ta thấy được là xuống khoảng chừng là 0.15 mà thôi nhưng mà chúng ta thấy được là thị trường pre market ngày hôm nay đó thì hiện giờ đang vẫn là màu đỏ hiện tại và nếu như các bạn bấm vào những cái chỉ số đó, nhờ chỉ số Dow Jones của ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy hôm nay đầu ngày đã rất là dao động lên xuống liên tục trong vòng một ngày hôm nay tại vì chúng ta có cái buổi điều trần của Fed ở thượng viện và ngày mai là Fed sẽ điều trần ở Hạ viện. Tôi sẽ chia sẻ những thông tin với các bạn một lát nữa. Thì chúng ta được chứng khoán đó là một ngày không có tốt. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái thị trường khác thì ra sao? Chúng ta thấy được là dầu đó cũng nguội lên một chút, vẫn ở mức là trên 100 đô. Nhưng mà xuống thêm 2,5% hôm nay, ở mức là 103 đô cho một thùng dầu. Chúng ta nói tới vàng đi, thì chúng ta thấy được là vàng thì vẫn dậm chân tại chỗ ở mức là khoảng 1.800 đô cho một ounce vàng. Còn crypto thì sao? Crypto đó các bạn thấy được là cho dù chúng ta thấy chứng khoán hôm nay không được ổn lắm nhưng mà Bitcoin vẫn giữ được cái mức là trên 20.000 đô. Cái mức giá bây giờ cũng tương tự như mức giá ngày hôm qua khi mà thường làm video. Chúng ta thấy được là hôm qua giá cũng tương tự như là bây giờ là khoảng chừng là 20.300 đô. Và phần lớn những cái altcoin đó các bạn thấy được là cũng không có sự di chuyển nhiều như là chúng ta thấy Cardano hay là BNB hay là XRP hầu như không có sự di chuyển hôm nay và thông tin lớn nhất như thường chia sẻ với các bạn đương nhiên là thông tin liên quan tới việc là chủ tịch fed à, đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tới quốc hội hôm nay và ngày mai và những gì được chia sẻ hôm nay đó thì chúng ta thấy được là những lời nói của fed cũng không có gì gọi là quá đặc biệt có một số những cái điều mới lạ một chút nhưng mà nói chung thì những gì chúng ta đã biết trước đây vẫn là những lời phát biểu của fed vẫn tiếp tục nói là fed đức cam kết trong việc giảm lạm phát và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cao hơn cho đến khi mà có bằng chứng thuyết phục xuất hiện cho thấy đó là lạm phát đang giảm xuống và chúng ta cũng thấy được là có một điều khác biệt đó là có một nghị sĩ một nghị sĩ mà chúng ta cũng đã quen thuộc một người nghị sĩ mà rất là ghét thị trường crypto này đó chính là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thì thượng nghị sĩ Elizabeth Warren họ chủ tịch John Powell của Fed là có bao giờ mà Fed cứ tăng lãi suất rồi dẫn đến khủng quan tài chính hay là không tại vì điều tệ bây giờ đó là chúng ta thấy phần trăm lạm phát đang tăng cao nhưng mà ít ra thì cái số lượng người thất nghiệp vẫn còn thấp có bao giờ mà Fed tăng lãi suất riết rồi chúng ta đi vào khủng hoảng tài chính phần trăm lãi suất cao lạm phát cũng cao nhưng mà thất nghiệp cũng cao theo thì fed đã trả lời là đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra có nghĩa là fed cũng không chắc chắn là có thể hạ cảnh an toàn ngay cả cho john Powell cũng không chắc chắn là chúng ta sẽ không có khủng hoảng tài chính đương nhiên đây là một điều mà nhiều người không muốn nghe và thường nghĩ đây ít ra cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến chứng khoán dao động cả ngày hôm nay và thức dậy chúng ta thấy được rất nhiều những thông tin như là chúng ta thấy được là đầu tiên hết á, thì Jim Rogers à đây là một nhà đầu tư nó rất là nổi tiếng Jim Rogers hôm nay đã 97 tuổi rồi và Jim Rogers là người các bạn nhìn thấy bên dưới này đó thì ông ta nói là thị trường này là thị trường bear tồi tệ nhất trong đời tôi có nghĩa là thị trường sẽ đi xuống nhiều hơn và tiếp tục trong một thời gian dài đó là lời phát biểu của Jim Rogers trong vòng bao nhiêu năm qua ông ta đầu tư đó ông ta cảm thấy được đây là thời điểm không có tốt nhất trong đời của ông ta và Jim Rogers đó là một trong những người mà cũng đã đồng sáng lập ra cái quỹ đầu tư Quantum Fund và đương nhiên có nhiều bạn cảm thấy tên này nó rất là quen tại vì Quantum Fund quỹ đầu tư này là của George Soros thành lập vào năm 1973 ngay thời điểm bear market và từ năm 1973 tới năm 1980 đó, trong thời điểm khó khăn đó mà cái quỹ đầu tư Quantum Fund của George Soros vẫn có thể là có được cái phần lợi nhuận trong vòng 7 năm đó là 4.200% trong khi mà chỉ số S&P 500 đó lợi nhuận 7 năm đó chỉ có 47% mà thôi. Cho nên Jim Rogers cũng là một trong những cái nhà đầu tư mà nhiều người coi trọng lời nói và ông ta cảm thấy bây giờ là thời điểm không tốt nhất cả đời của ông ta. Sau đó, đó chúng ta cũng nhận được thông tin là công ty CD Group đó, ngân hàng CD Group nói là khả năng mà có khủng hoảng tài chính là 50-50. Và cuối cùng chúng ta thấy được là Deutsche Bank cũng ra cái thông báo là chỉ số S&P 500 đó đã chính thức vào bear market tuần trước. Và theo Deutsche Bank đó, thì nửa năm nay là nửa năm tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1932. Chúng ta hay được là tình hình bây giờ đó so sánh ngàn hàng không phải là năm 2008 nữa mà chúng ta chở tuốt về năm 1970 mấy hay là 1932. Các bạn thấy được năm 1932 đó là chúng ta thấy đó là một à, trong những năm mà chứng khoán đi xuống rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là cái à, phần trăm lợi nhuận hay là lỗ của S&P 500 từ năm 1928 cho đến Bây giờ chúng ta đã thấy được là hiện bây giờ đó chỉ có mới có 6 tháng mà thôi. 6 tháng sau thì chúng ta không biết sẽ ra sao nhưng mà ngay thời điểm này đó thì không có một năm nào mà chúng ta thấy cái phần trăm đi xuống nó nhiều như vậy cho chỉ số S&P 500 ngoại trừ là cái thời điểm đại suy thoái năm 1932 có thể thấy được tình hình như người cho là rất là tệ cho nên không mới nói là hôm nay mọi người bullish quá và chúng ta cũng nhận được thông tin là ngay cả ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đó chính là ngân hàng JP Morgan thì ngân hàng JP Morgan hôm nay đó cũng đã sa thải khoảng chừng là 500 nhân viên. 500 nhân viên còn lại đó là họ chuyển qua những cái bộ phận khác. Tại vì sao? Tại vì bây giờ đó thì lãi suất tăng cao dẫn đến cái nhu cầu để mà vay mượn tiền mua nhà hay là vay mượn tiền để mà refinance nhà đó đang giảm xuống rất là thấp cho nên họ không có cần nhiều người như vậy dẫn đến là ngay cả JP Morgan cũng sa thải một số nhân viên ngày hôm nay. Cho nên câu hỏi bây giờ của nhiều người là chúng ta có khủng hoảng tài chính hay là không và đây là cái câu chuyện mà được tranh cãi hàng ngày ở trên những đài truyền hình nhưng mà ít ra chúng ta nhìn vào định nghĩa thật sự đó thì chúng ta vẫn chưa chính thức đi vào khủng hoảng tài chính tại vì theo định nghĩa đó thì chúng ta phải có hai cái quý thu nhập GDP là con số âm Chúng ta mới có một quý mà thôi chúng ta phải đợi tới hết tháng này mới biết được Nhưng mà chúng ta cũng biết có một trang web đó Đó chính là trang web của Fed Atlanta Thì Fed Atlanta cũng đưa ra một cái ước tính Coi coi là kết thúc quý này ra chúng ta đang ở mức nào của GDP Thì hiện bây giờ đó ước tính của quý 2 của năm 2022 đó là 0% và Chúng ta đã nhớ đó cái con số này đã chia sẻ với các bạn tuần vừa rồi là ngày 16 tháng 6, bây giờ đã là ngày 22 tháng 6 rồi. Thì trong vòng mấy ngày qua đã không có cập nhật, không biết là họ không muốn cập nhật hay là thực sự là họ chưa có rảnh để mà cập nhật con số này. Tại vì nếu như mà con số này chuyển thành con số âm đó sẽ khiến cho nhiều người lo lắng hơn. Có nghĩa là chúng ta hầu như là khả năng rất cao là thống kê chính thức GDP sẽ là con số âm cho quý 2 này có nghĩa là chúng ta chính thức đi vào suy thoái tài chính theo định nghĩa và đương nhiên câu hỏi bây giờ đó là có suy thoái tài chính có công an chính hay là không nên thì cũng không phải là câu hỏi lớn nhất đâu câu hỏi lớn nhất mà mọi người muốn hỏi đó là nếu như mà có đi nữa thì sẽ kéo dài bao nhiêu lâu giống như chúng ta cũng đã từng chứng kiến năm 2020 khi mà dịch bệnh xảy ra đó chúng ta cũng đã có một cái suy thoái tài chính ngay thời điểm đó tại vì hai cái quý GDP là con số âm, nhưng mà cái đợt suy thoái đó chỉ trong vòng 2 tháng thôi là chúng ta cũng đã coi như là trở lại và ra khỏi cái thời kỳ suy thoái ngay cái điểm đó rồi. Và nhiều người bây giờ cho là có thể là chúng ta sẽ không có một cái khủng hoảng tài chính lâu dài đâu tại vì Fed sẽ phải quay đầu coi như là sẽ phải giảm lại sức xuống. Nhiều người cho lý do tại sao mà Fed tăng lại sức mạnh bây giờ chỉ để giảm lãi suất khi mà có khủng hoảng xảy ra mà thôi thì các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới nhưng mà ít ra đó chúng ta cũng vừa mới thấy là Jim Rogers thì cho là không phải đâu đây có thể là một cái đợt đi xuống dài hạn đối với là Jim Rogers và Jim Rogers đó cũng đã chia sẻ là nếu như mà chúng ta thấy điều đó là sự thật thì có hai cái mảng đầu tư mà chúng ta cần phải quan tâm đến và hai mảng đầu tư đó là hai mảng đầu tư gì thì các bạn có thể là khó đoán lắm tại vì nghe cái thường cũng cảm thấy bất ngờ thì Jim Roger nói là cái bảng đầu tư đầu tiên hết đó không phải là vàng mà là bạc và Jim Roger nói lý do tại sao mà ông ta thích bạc hơn là vàng tại vì đối với ông ta đó thì bạc có cái uh, công dụng ở trong những cái sản xuất đó nhiều hơn là vàng cho nên trong thời kỳ mà không tốt đó thì cái nhu cầu có bạc để mà sử dụng trong công nghiệp đó sẽ giúp đỡ giữ được cái giá bạc tuy nhiên đó đối với là ông ta thì vàng với là bạc chỉ là những công cụ mà có thể chống lại phần trăm lạm phát trong cái thời kỳ khủng hoảng mà thôi chứ còn nếu như mà đầu tư dài hạn đó thì thường không thấy là ông ta nói tới đây và điều thứ nhì mà được nói tới bởi jim rogers là đầu tư dù gì các bạn có biết không đó chính là đầu tư vào nông nghiệp thì dựa theo jim rogers thì ông ta thích những cái quỹ đầu tư mà chuyên đầu tư vào những cái thị trường như là ngô đậu nành và đường đó là hai cái mảng đầu tư được nói đến bởi jim rogers mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi-chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng coin 98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coin 98. Và chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là cái giá xăng đang tăng rất là cao. Các bạn thường đây là bạn giá xăng ở Cali trung bình ở Hoa Kỳ đó thì giá xăng đó là hơn 5 đô la thì 5 đô la trung bình là một con số cung cao kỷ lục rồi nhưng mà chúng ta thấy là ở những nơi như là Cali đó thì giá xăng có thể lên tới là 7 đồng 95 cent cho một gallon và chúng ta thấy được là thường cũng chia sẻ nói giỡn các bạn thôi đó chính là giá xăng ở mức cao kỷ lục nhưng mà nhìn tích cực hơn đó thì giá xăng chỉ có thể tăng đến 9 đồng 99 vì bản giá chỉ có ba con số mà thôi Tuy nhiên nhiều bạn cũng có cái suy nghĩ riêng ở bên dưới này nhưng mà nói tới đây đó thì Tổng thống Joe Biden cũng đã kêu gọi quốc hội là thông qua một cái à, luật để mà ngưng không có tính thuế xăng trong thời gian là 3 tháng. Mới đầu thường nghe nói là chỉ có trong cái à, cuối tuần của ngày lễ độc lập July 4 mà thôi. Nhưng mà bây giờ ra thì à, muốn là giảm cái thuế xăng trong vòng 3 tháng và giảm như thế nào thì dựa theo cái thông tin á thì họ sẽ giảm cái à, thuế xăng liên bang cho xăng bình thường là 18 cent một galon và 24 cent cho xăng diesel thì hiểu đơn giản đó một chiếc xe thông thường ở Hoa Kỳ đó thì các bạn có thể là đổ một đầy bình đó là khoảng chừng 12 cho đến 18 ga lông tùy theo là xe lớn hay là nhỏ nhiều xe có thể là cao hơn hay là ít hơn nhưng mà nói chung đó thì một người trung bình nếu như mà đổ đầy bình xăng nên thì có thể là tiết kiệm được dựa theo cái số thuế này đó là khoảng chừng là hai đồng cho đến 3 đồng mà thôi con số thực sự là không đáng kể cũng là một phần nào đó để mà giúp đỡ cho người đổ xăng nhưng mà Thật ra, nếu như mà mỗi lần đổ xăng chỉ có thể giảm được có 2 hay 3 đồng tổng cộng thì cũng không phải đi nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại đó, sức ảnh hưởng đối với lại thuế thì như thế nào? Có phải là sau này lại tăng thuế còn cao hơn nữa để bù đắp lại cái khoản đó? Đó là điều mà Thuận không có biết hiện tại. Nhưng mà ít ra, đây đó là điều cũng được nói tới rất nhiều ngày hôm nay mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và tình hình nói chung đó, thì các bạn thấy được là cũng đang có nhiều cái khó khăn. Nhưng mà Thuận lại muốn chia sẻ một cái thông điệp với các bạn. Thời kỳ khó khăn tạo nên phe mạnh. Phe mạnh tạo ra thời kỳ tốt, thời kỳ tốt tạo ra phe yếu và phe yếu tạo ra thời kỳ khó khăn. Và cứ như vậy, xoay quanh một dập tuần hoàng thì các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở đâu trong cái dòng tuần hoàng này? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Có phải là chúng ta đang nằm trong thời kỳ khó khăn và chúng ta đang thấy phe mạnh trỗi lên hay là không? Những người nào mà ở lại, những công ty nào mà đứng vững qua thời kỳ này sẽ là những công ty tạo ra thời kỳ tốt tiếp tục. Chúng ta chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật liên quan đến crypto đi Thì trên màn hình á, đây là một biểu đồ mà trước đây chúng ta nói tới rất nhiều đó chính là cái biểu đồ NUPL Thường chúng ta nhìn biểu đồ này ra để xem coi là cái đỉnh nó có thể nằm ở đâu Nhưng mà chúng ta đã thấy đó là biểu đồ này đương nhiên bây giờ giá cả đi xuống nó đã dẫn đến là biểu đồ này đi vào cái dùng là màu hồng Màu hồng nghĩa là gì? Màu hồng có nghĩa là cái dùng gọi là capitulation, có nghĩa là cái dùng đầu hàng. Thì có nghĩa là chúng ta đang thấy được là cái biểu đồ này đã cũng cho chúng ta thấy được đã có nhiều dấu hiệu đầu hàng diễn ra rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là đầu hàng nó đi xuống rất là sâu. Cho nên thật ra biểu đồ này đã chỉ có cho chúng ta thấy được một phần tâm lý thị trường mà thôi. Thường đó, là biểu đồ này nó tốt hơn để chúng ta... Xem coi là cái thời kỳ đỉnh đã đến gần hay chưa Chứ không phải là để chúng ta nhìn xem coi là đấy ở đâu Nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ thông tin này với các bạn và cũng các bạn hỏi thuận là lâu rồi không thấy thường cái chia sẻ cái biểu đồ gọi là cái biểu đồ cầu vòng của bitcoin đây là biểu đồ mà chúng ta theo dõi giá cả của btc từ những ngày đầu tiên và trên cái biểu đồ này đây, chúng ta có nhiều màu các bạn hiểu rồi giống như một cái cầu vòng gì đó và hiện bây giờ giá đang nằm ở cái dùng màu xanh dương dùng màu xanh dương đó dựa theo lịch sử mà thôi đó chính là một dùng mà giá cả đang rất là thấp thường là những dùng tốt để tích lũy dài hạn mà đương nhiên thường chỉ chia sẻ với các bạn tích lũy dài hạn mà thôi Chứ còn ngắn hạn thì không ai có thể biết được đâu Dài hạn đó thì dù thật sự đây là những dùng mà có cái điểm thích hợp để mà tích lũy và đây là cái dùng mà chúng ta đang nằm ở thời điểm hiện tại Và cho dù là giá cả như thế nào đó các bạn thấy là các bạn vẫn có thể bán BTC được một cách dễ dàng Và nhiều câu hỏi đặt ra là ai là người mua BTC của các bạn Thì thường đã chia sẻ gần đây với các bạn là Hầu như là những cái ví mà cá voi trung bình thì không có dấu hiệu tích lũy thậm chí còn có dấu hiệu là bán BTC nhưng mà cái địa chỉ ví mà nạp Bitcoin vào thời điểm này đó là những địa chỉ ví nhỏ hơn à, có thể là những người đó là đầu tư dài hạn trung bình giá như là thuần mình nhiều bạn hay là những địa chỉ ví cá vồi rất là lớn đang có dấu hiệu tích lũy thêm hiện tại và thông tin này đó cho chúng ta thấy được là 5 địa chỉ ví lớn tổng cộng lưu trữ đó là khoảng 776.000 Bitcoin vẫn tiếp tục thấy là có Bitcoin nạp vào cho những cái địa chỉ ví đó hiện tại. Và thùng nên làm gì? Các bạn cũng đã biết rồi, thùng vẫn đang tích lũy trung bình giá ở thời điểm hiện tại và vẫn tiếp tục thu mua thêm BTC mà thôi ở thời điểm này vẫn chưa có mua thêm bất cứ một altcoin nào điều này thì đây điều thường đã chia sẻ mấy tháng nay rồi chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một cái thông tin lớn ngày hôm nay đi đó chính là thông tin liên quan đến công ty Voyager thì công ty Voyager này đó là một công ty mà thường cũng không có sử dụng nhưng mà thường cũng biết là có nhiều bạn cũng thích công ty này đây là một cái công ty họ không phải là một cái sàn các bạn có thể Tải ứng dụng về các bạn có thể là mua bán crypto trên đó. Nhưng mà họ là một cái broker, họ là một cái môi giới. Họ có thể là chuyển đổi tiền các bạn thông qua những cái sàn khác nhau để mà thu mua crypto. Nhưng mà họ cũng có cái ứng dụng đó chính là cho các bạn nạp tiền vào để mà lấy lại. Thì chúng ta thấy được là công ty này đó là một công ty mà bây giờ đó họ nói là họ cũng gặp vấn đề liên quan đến việc cho công ty Tuy eros Capital mượn và mượn số tiền cũng rất là lớn. Và họ nói là 3 Arrow Capital sẽ có thể bị vỡ nợ Tại vì bây giờ họ liên lạc với 3 AC nên Không thấy là công ty 3 Arrow Capital trả lời với họ Và nếu như mà công ty này nó bị vỡ nợ Thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lại uh, Voyagers Voyager Và Voyager vì lý do đó, đó đã mượn một số tiền lớn đến từ công ty Công ty hơn đó chính là công ty Alameda Là công ty đứng sau lưng là sàn FTX của Sam Bankman Free thì Đức chia sẻ thêm với các bạn đó Tổng số tiền mà công ty Voyager này cho công ty 3 Arrows Capital mượn Là lên tới con số là 15.250 Bitcoin Nghĩa là khoảng 370 triệu và 350 triệu USDC Và cái số tiền mà họ cho mượn đó là đại diện cho khoảng chừng là 28,3% cái số Bitcoin mà họ cho mượn và 55,3% cái số USDC họ đang cho vay tổng cộng hiện tại và chúng ta có thể thấy thông tin này đã thông qua bản thống kê được chia sẻ của công ty Voyagers có nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao những công ty này là vấn đề khi mà cho những công ty như là Three Arrows Capital mượn không phải là mượn thì họ phải thế chấp giống như là họ muốn mượn à, một triệu và thế chấp 2 triệu thì đơn giản thôi thanh lý họ là có thể là bảo tồn được vốn của công ty nhưng mà thằng biết đó là không phải đâu bây giờ là có nhiều cái việc bắt đầu lộ ra là đối với người bình thường như là thuộc về các bạn đó thì khi chúng ta mượn chúng ta cũng cần phải thế chấp con số cao rồi mượn cái phần còn lại nhưng mà đối với những cái công ty lớn đó thì họ có thể mượn con số mà không cần phải có cái số tiền thế chấp cần thiết tại vì có thể là những công ty này nghĩ là những công ty đó có uy tín hơn và có thu nhập cho nên họ không có sợ việc là bị vỡ nợ nhưng mà họ đã đoán sai rồi công ty Toyota Capital cũng bị vỡ nợ bây giờ đó để tránh tình trạng tệ hơn đó thì công ty Voyager sẽ ký thỏa thuận với lại công ty Alameda Alameda là, công ty đứng sau lưng cũng là Sam Bankman Free và cũng là người đứng đầu của công ty FTX và họ vay tín dụng 200 triệu USDC và 15.000 BTC. Đây là cái số lượng tín dụng mà họ vay từ Alameda thì cũng tương tự như là BlockFi chúng ta đã nghe nói ngày hôm qua. BlockFi thì vay phần khoảng chừng là 250 triệu đô la, bây giờ họ vay con số nhiều hơn tới 15.000 BTC lận. Thì chúng ta thấy được FTX như là Fed Chủ thiện, Crypto các bạn thấy là mỗi lần mà thị trường tài chính không tốt thì FED thì người đứng ra để mà mua lại trái phiếu bơm tiền vào trong thị trường thì bây giờ FTX cũng tương tự như là FED của thị trường crypto cho BlockFi bay rồi tới Voyager và công ty Voyager này đó cũng là công ty trên sàn chứng khoán nhưng mà sàn chứng khoán Toronto nghĩa là sàn chứng khoán của Canada và sau khi mà thông tin này được chia sẻ thì chúng ta thấy được là chứng khoán rơi 52% trong vòng chỉ một ngày mà thôi đương nhiên rồi, tại vì mọi người không có cái sự lạc quan liên quan tới voyagers. Một chuyến điều mà tôi nhận được đó trong một sự kiện liên quan tới uh, Luna, liên quan tới uh, Three Arrow Capitals là chúng ta thấy được là công ty nào mà lên tiếng trước đó, không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà mình thấy được ít ra trong lần này công ty nào mà lên tiếng để mà biện hộ cho mình trước đó là công ty đó có vấn đề. Chúng ta đã thấy được là cái uh, sự nghi ngờ liên quan tới công ty Celsius có thể là là bị vấn đề đó đã có có thể nói được là hai ba tuần nay rồi và cũng có nhiều người cũng chỉ ra được nhưng mà mỗi lần người nào chỉ ra được đó, thì Alex Mazinski à, lại lên để mà đối chấp lại và chúng ta thấy được là gần đây nhất đó, chúng ta nhìn thấy được đây là cái thuyết ngày 11 tây tháng 6 thì lúc đó đó có người này nói là có một tin đồn nói là công ty Voyager có thể là gặp sự cố à, tại vì họ cũng có đầu tư vào đồng Luna và sau đó đó thì CEO Alex Masinski của Celsius cũng lên nói đó là có biết ai mà không rút tiền được từ Celsius hay là không Nếu như mà người này đã nhận tiền để mà chia sẻ những cái thông tin không đúng sự thật thì cứ nói đi Không có gì hết nhưng mà đừng có tiếp tục chia sẻ những thông tin không đúng sự thật Tại vì ai cũng có thể rút tiền đến từ Celsius Nhưng mà chúng ta thấy được là đây là cái thuyết chia sẻ ngày 11 tháng 6 Ngày hôm sau họ đã ngưng không cho withdraw rồi đó là dẫn chứng đầu tiên dẫn chứng thứ nhì đó chúng ta đã nhớ là sau đó công ty BlockFi cũng lên tiếng nói là công ty BlockFi đó là không có liên quan tới Salesforce, cũng không liên quan tới STX à, và họ là một trong những công ty mà có cái độ bền vững cao và họ biết cách quản lý rủi ro nhưng mà ngay sau đó thì chúng ta đều là ngay công ty BlockFi họ cũng mượn một số tiền lớn từ FTX là 250 triệu con số đó không phải là một con số nhỏ đâu nếu như mà họ không cần vấn đề gì họ cũng không cần con số lớn như vậy đương nhiên là họ cũng có vấn đề riêng của họ rồi và đương nhiên hôm nay chúng ta thấy được là Voyager cũng tương tự Voyager ngày 14 tây tháng 6 đó thì cũng lên tiếng nói là công ty Voyager là một trong những công ty uh, mà có cái uh, khả năng quản lý rủi ro cao không tham gia vào DeFi uh, không tham gia vào những cái stable coin staking lending vân vân uh, nhưng mà giờ đó thì họ đã nói là họ đầu tư hay là cho công ty Three Arrows mượn một số tiền lớn Thì công ty Three Arrows đó họ cho mượn tiền để mà tham gia vào DeFi Tham gia vào những cái stable coin giao thức Landing thì cũng như vậy mà thôi Dẫn đến là bây giờ họ cũng phải mượn một số tiền lớn Đến từ FTX Cho nên đây là một kinh nghiệm rút được lần sau khi mà có bất cứ một cái tin đầu nào mà người nào đầu tiên lên tiếng thì các bạn cần phải cẩn thận. À, chúng ta cũng thấy là thời điểm không tốt thì những người mà không thích crypto đó họ sẽ lên tiếng và đương nhiên Trung Quốc cũng không ngoại lệ Trung Quốc ngày hôm nay đó, thì cũng đã lên trên những đài truyền hình lên trên những bài báo nói là crypto bitcoin sẽ đi về con số 0 <laughs> đương nhiên à, lý do tại sao Trung Quốc nói như vậy các bạn cũng đã biết rồi họ đâu có thích và chấp nhận crypto và bitcoin đâu nhưng mà ngược lại đó điều thú vị là ngân hàng trung ương nước Anh lại không nghĩ như vậy nhưng hàng chứng minh anh lại nghĩ là cái thời điểm không tốt này đó thời kỳ giá cả đi xuống này là thời kỳ rất là tốt và là một thời kỳ mà có thể là gây dựng tài sản trong thị trường crypto tại vì đây là thời kỳ mà sẽ rõ ràng hơn là những công ty nào những dự án nào thực sự là có thực lực và đem lại giá trị cộng đồng sẽ sống sót qua cái mùa này và họ vẫn tiếp tục có cái lòng tin ngân hàng kim lương anh đó vẫn có lòng tin là công nghệ crypto cũng giống như là cái vai trò của crypto trong tài chính sẽ tiếp tục và cũng có một số bạn hỏi thuận là gần đây đó thì tổng thống uh, Najib Berkeley của El Salvador ra sao tại vì đây là quốc gia đầu tiên mà chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp và họ cũng lưu trữ một số lượng Bitcoin và bây giờ đó là đang bị lỗ và thật ra đó cả hai Najib Berkeley và ngay cả uh, Michael Saylor thì đương nhiên đây là cái thời điểm mà nhiều người sẽ chọc quê họ hay là kêu họ lên phỏng vấn vân vân nhưng mà cả hai đó đều nói giống nhau là ngay cả này Berkeley cũng đã nói là từ ngày đầu tiên khi mà quốc gia El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp thì không phải là chấp nhận một ngày, một tháng, một năm mà đây là chấp nhận một thời gian dài cũng giống như là khi mà họ đã nạp Bitcoin vào trong nhân khố của quốc gia thì họ nạp đường dài cho nên lòng tin vẫn như vậy không có gì khác biệt hết Họ chưa bây giờ nói là họ sẽ đầu tư trong thời gian ngắn Hay là họ sẽ kiếm lợi nhuận trong khoảng thời gian nào đó Cho nên đối với lại El Salvador đó, thì nhà Berkeley vẫn không lùi bước Vẫn nói là vẫn tiếp tục lưu trữ dài hạn Đó đã là quyết định từ những ngày đầu tiên rồi chứ không phải là mới gì và ngay cả Michael Saylor cũng vậy được mời lên trên rất nhiều đài truyền hình gần đây và ông ta cũng chia sẻ so sánh thị trường crypto Bitcoin như là thị trường dầu thị trường internet vân vân chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều rồi thì sẽ không lặp lại nhưng mà cốt lõi đó thì Michael Strategy đã nói là từ ngày đầu tiên khi mà công ty Michael Strategy quyết định lưu trữ Bitcoin đã thay vì lưu trữ tiền mặt thì ngay đó là ngày mà cổ đông cũng đã đồng ý ngày đó cũng là ngày mà hội đồng quản trị cũng đã biết đây là một cái quyết định dài lâu chứ không có phải là trong một khoảng thời gian nào và Michael Saylor vẫn tiếp tục nói là không có ý định bán BTC của công ty và cho tới bây giờ họ vẫn không có bán bất cứ bất đồng Bitcoin nào và đương nhiên khi mà có thêm thu nhập họ sẽ thu mua thêm BTC đó là lời phát biểu của Michael Saylor cũng như là với Berkeley Chúng ta nói tới thông tin kế tiếp đi. Đây là một tài liệu mà nhiều bạn cũng hỏi thuận là thứ sáu tuần này đó chúng ta có một số lượng lớn Bitcoin option đáo hạn. Chi tiết hơn là khoảng 2,25 tỷ đô la option đáo hạn là một con số rất là lớn. Thì bây giờ đó cái điểm max pen đang ở đâu? Thực ra điểm max pen rất là cao các bạn. Thực điểm max pen giờ đó là tới 30.000 đô lận cho nên tôi không nghĩ thời điểm max sẽ xảy ra trong thời gian chỉ có uh, là hai ngày đâu tại vì hay nay là ngày 22 tây ngày 24 tay thứ sáu nó chỉ còn có hai ngày thôi nếu như mà bitcoin có thể tăng 50% trong vòng hai ngày thì chúng ta mới tới điểm max pay này đây là cái điểm mà nhiều nhà đầu tư lỗ nhất nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là cái lợi thế bây giờ là nghiêng về bên short nhiều hơn hay là đối với lại option uh, quyền được mua và vì được bán là chúng ta sẽ thấy được là nghiêng về cái bên put nghĩa là bán nhiều hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết hơn đó là nếu như mà giá xoay quanh mức là 18.000 tới 20.000 đó thì chúng ta chỉ có 500 hợp đồng đánh lên nhưng mà tới 33.100 hợp đồng đánh xuống có nghĩa là những bên mà đánh xuống đó có thể lời tới 620 triệu đô la. Nếu như mà giá từ 18 tới 20.000, nếu như mà giá giữ mức hiện tại đó là 20 tới 22.000 thì chúng ta có 2.800 hợp đồng đánh lên nhưng mà tới 27.000 hợp đồng đánh xuống lần gần như là gấp 10 lần cho nên bên đánh xuống vẫn có lợi là 520 triệu và chúng ta cũng có thể thấy được là nếu như giá tăng một chút từ mức là 22-24.000 tới lên thì chúng ta có 5.900 hợp đồng đánh lên nhưng mà tới 26.600 hợp đồng đánh xuống lần cho nên bên đánh xuống vẫn có lãi là 480 triệu nói chung là thứ sáu này đó giá xoay quanh mức từ 18 đến 24 ngàn thì bên đánh xuống vẫn có lời rất là nhiều. Đó là cái thông tin liên quan tới hợp đồng hiện tại. Cho nên không nghĩ là đợt này cái giá Maxman sẽ có cái sự ảnh hưởng lớn đâu. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy cái giá Macsane này cũng không có sự ảnh hưởng lớn. Sự ảnh hưởng lớn đó là thực ra đến từ thị trường tài chính. Nói chung nghĩa là chúng ta quan tâm đến thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Đó là cái thị trường và có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với crypto hiện tại Và còn một số thông tin khác hơn muốn chia sẻ với các bạn à, Chúng ta đã thấy được là cái nhà lập pháp của Canada và đặc biệt hơn đó là ở quận Ontario thì uh, quận Ontario đó đã nói là hai công ty, công ty Bybit và Kucoin ở Canada đó, hoạt động là không có, nói chung là không có tuân thủ quy luật liên quan đến thị trường chứng khoán cho nên đó cả hai công ty đều bị phạt. Sự khác biệt đó là công ty Bybit bị phạt khoảng chừng là 2,4 triệu đô la rồi họ đóng phạt thêm 7.700 đô. Nhưng mà Bybit thì cam kết là sẽ làm việc với lại những nhà lập pháp ở Canada và tiếp tục sẽ được hoạt động theo thường hiểu là như vậy nhưng mà công ty KuCoin đó thì không có hợp tác cho nên sẽ đóng phạt là 1,6 triệu và sẽ bị mất bằng không có tiếp tục hoạt động ở Canada nữa và chúng ta cũng thấy đây không phải là thông tin gì mới hết tại vì chúng ta đang nhớ là năm ngoái đó thì Binance cũng gặp trường hợp tương tự và phải rời khỏi cái quận Ontario ở Canada bây giờ thì KuCoin cũng cùng cái số phận Bybit thì chưa rõ lắm là họ có tiếp tục ở lại hay là không và nói tới những sàn giao dịch đó, chúng ta thấy được hôm nay đó là có một sàn giao dịch ở Hoa Kỳ Đó chính là sàn Binance US Đây không phải là sàn Binance Global mà nhiều bạn ở Việt Nam sử dụng Đây là cái chi nhánh của Hoa Kỳ Thì sàn Binance US đã ra thông báo là họ sẽ có một cái chiến dịch Là những người nào mà đi mua BTC đó mà họ sử dụng đồng đô la, đồng Tether đồng USDC hay là đồng Binance USD thì sẽ không cần phải trả các phí khi mà mua Bitcoin trên nền tảng của Binance US, đương nhiên đây là một cái chiến lược để mà thu hút thêm người qua bên sàn của họ tại vì chúng ta đã biết là những sàn như là Coinbase thì tính cho phí rất là cao thì ngay sau đó chúng ta đã hiểu là cổ phiếu của Coinbase lại giảm thêm 9,7% và công ty Robinhood cũng là một cái sàn giao dịch cũng đã giảm 1% Và phần cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một ít thông tin liên quan tới NFT Tại vì có một cái hội nghị ở New York đó, đó chính là NFT New York vẫn đang diễn ra và sẽ kết thúc ngày mai. Tôi cũng không muốn theo dõi cái hội nghị này nhiều lắm nhưng mà cũng có nhiều thông tin trên mạng có thể các bạn đã nhìn thấy. Giống như là chúng ta cũng có một số người biểu tình bên ngoài, họ không thích NFT. Cũng không phải là con số nhiều lắm nhưng mà cũng có một số người không thích NFT. Chúng ta cũng nhìn thấy được có một số hình ảnh nó không có được thẩm mỹ lắm đến từ cái hội nghị này và cũng có một số người nói là nhìn thấy Snoop Dogg ở trong cái hội nghị NFT này nhưng mà thật ra đó đây không phải là Snoop Dogg thật mà có một người nào đó đó làm mệnh danh Snoop Dogg để mà tham gia nghĩa là Snoop mướn người giống như là Snoop Dogg để mà tham gia hội nghị này vì một lý do nào thì cũng không có rõ nhưng mà nhiều người xác nhận người trên màn hình thực sự không phải là Snoop Dogg. và ít tay có thể là nhận ra được rõ tại vì thường người này đó thì đi cùng với lại những người bảo vệ của Snoop Dogg thì đương nhiên đây là một người mà không phải mạo danh mà được Snoop Dogg mướn để thay thế mình đi tham dự hội nghị này với cái thân phận là Snoop Dogg tại sao thì cũng không có biết nữa nhưng mà nhiều người cũng nói là cái hội nghị này cũng có nhiều vấn đề dù sao đi nữa đó chúng ta cũng thấy được là gần đây có một cái gì đó khá là lạ tại vì thị trường không được tốt nhưng mà chúng ta lại nhận được rất nhiều thông tin liên quan tới NFT và Metaverse như là chúng ta đã thấy đó là hôm nay NFT chúng ta nhận được thông tin đó là cái công ty nổi tiếng là đồng hồ đó đó chính là Tag Heuer thì Tag Heuer nói là sẽ ra mắt một cái đồng hồ mà có thể là cho người ta thấy bạn đang có NFT gì nghĩa là một đồng hồ của Tag Heuer mà sẽ có NFT trên đó chúng ta cũng thấy được là có công ty KPMG công ty mà trước đây thường làm như bạn cũng đã biết đó nhưng mà đây là KPMG của Canada thì KPMG Canada nói là cho dù là nhiều người thấy thì không tốt nhưng mà những khách hàng của họ đã vẫn liên tục hỏi về NFT, về Metaverse, về Web3 và Crypto cái sự hứng thú đó đã hoàn toàn không giảm xuống và những khách hàng của họ là những công ty có nghĩa là cho dù là nhiều người cho giá cả không tốt nhưng mà sự hứng thú liên quan tới Crypto, NFT, Metaverse vẫn đang cao hiện tại đối với những công ty mà họ làm việc và công ty eBay đó cũng ra quyết định là mua lại một công ty chợ NFT có tên là Non Origin thì họ cũng chuẩn bị ra mắt một cái chợ NFT và chúng ta cũng thấy được là ngay cả Uniswap đó, công ty đứng sau lưng cái giao thức Uniswap Dex mà nhiều bạn sử dụng nó cũng đã mua lại một cái chợ NFT có tên là Genie. Các bạn nghĩ sao? Trong thời điểm này đó chúng ta lại nghe nói rất là nhiều những cái cuộc uh, thu mua cũng như là mở rộng liên quan tới NFT có phải những công ty này họ bắt đầu gây dựng sẵn một nền móng để khi mà thị trường có cái sự tăng trở lại thì họ có thể là sẵn sàng để mà chào đón một thị trường mới và có lợi thế hơn những công ty mà không có sự chuẩn bị cái bài comment ở bên dưới và đây những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Chủ yếu là các bạn thấy rất nhiều những cái tin tức mà thôi Nhưng mà tôi cũng muốn cố gắng để những cái thông tin này một cách nó logic để các bạn có thể dễ dàng theo dõi Và như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital Thì có thể là nhấn vào cái link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những cái sàn giao dịch một lần nữa Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Yo, I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...